Chào mừng các bạn đến với kênh Vivu Thỏa Sức. Thì hiện tại mình đang có mặt tại chùa Bửu Long, số 81 đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức. Thì chùa thành lập vào năm 1942, có tên gọi khác là Tổ Đình Bửu Long. Thì chùa có mang kiến trúc Thái Lan. Hiện tại phía sau mình đây là bảo tháp Gotama Setiya, một trong những bảo tháp lớn nhất ở Việt Nam. Thì bây giờ cho các bạn hãy cùng mình đi khám phá toàn cảnh chùa Bửu Long nha. À, theo mình là các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ khám phá bảo tháp Gotama Setiya. Bảo tháp cao 56 mét với sức chứa lên đến 2.000 người. Thì đây là được mệnh danh là một trong những ngọn tháp mà lớn nhất Việt Nam nha các bạn. Đó. Thì bảo tháp là được phủ một cái màu trắng là tinh khiết. Bên trên đỉnh á, thì các bạn quan sát cho thấy có màu sơn là màu vàng. Đỉnh chóp được gắn chuông gió. Các bạn lên gần tới đỉnh sẽ nghe cái tiếng chuông gió nó ngân vang rất là gà trong trẻo nha các bạn. Nhìn mỗi lần mà chuông gió ngân lên là chúng ta giống như bao muộn phiền chúng ta là bỏ lại hết như đó. Thì các bạn cố gắng leo lên tới đỉnh tháp thì các bạn sẽ nghe thấy. Thì theo thông tin mình tìm hiểu trên mạng thì được biết bảo tháp Gotama Setiya nguyên là một tịnh thất có khuôn viên rộng hơn 11 ha, do cư sĩ Võ Hà Thực thành lập năm 1942 để thỉnh thiền sư Hộ Tông về truyền pháp cho nhóm bạn bè và đồng đạo của ông. Thì Hòa Thượng Viên Minh, viện chủ Thiền viện Bửu Long cho biết thì dự án xây dựng tháp đã có từ năm 1965, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan thì đến năm 2007 thì mới được Ban Quản trị Chư Tăng Phật tử đồng tâm thực hiện. Bảo tháp do chính tay trụ trì Viên Minh thiết kế rồi đứng ra quyên góp xây dựng và hoàn thành năm 2013. Đây không chỉ là nơi tôn thờ Ngọc Xá Lợi Đức Phật và Xá Lợi Chư Thánh A-la-hán mà còn là giảng đường lớn để hội họp, thuyết pháp và hành thiền. Thì bảo tháp Xá Lợi được xây dựng và kết hợp giữa kiến trúc hiện đại với nền văn minh Suvarnabhumi cổ xưa của vùng Đông Nam Á với quy mô lớn nhất Việt Nam. Công trình rất là bề thế nha các bạn. Các bạn xem. Nhưng mà ở khuôn viên ở đây rất là yên tĩnh. Mọi người đến đây đều rất là giữ yên lặng. Bây giờ chúng ta sẽ xem ngoại cảnh của chùa như thế nào nha. Đó, đây là cái tầm nhìn mình nhìn từ bảo tháp, trên đỉnh bảo tháp của Gotama Setiya. Đây các bạn thấy không? Một khung cảnh yên bình giữa sông và nước. Thì có thể do không hữu duyên nên mình không thể vào trong nơi đặt xá lợi của Đức Phật để mà quay cho các bạn được. Thì hiện tại mình đã đi xuống ở phía bên dưới hành lang ở bên phải, thì chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình. Hy vọng một ngày nào đó mình sẽ hữu duyên quay lại đây và để quay được cái nơi đặt xá lợi của Đức Phật ở bên trong bảo tháp cho các bạn xem. Thì đối với hành lang ở bên phải này thì chúng ta sẽ thấy những cái cột đèn này nó cũng cao khoảng 3 đến 4 mét vậy. Và xung quanh tháp thì có khoảng 32 cái cột đèn như thế này, cái đèn như thế này. Đó. Thì đây là một cái công trình mới nè, công trình mang kiến trúc Thái Lan. Đường được lót đá và gạch nha các bạn. Và xung quanh đây thì không gian rất là yên tĩnh. Có con mèo. Không biết nó làm cái gì. Trời, nó nhảy lên rất là nhẹ nhàng. Thì các bạn thấy những cái đèn như thế này đó, xung quanh tháp có 32 đèn đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong xem như thế nào. Thì chúng ta sẽ đi đến Bồ Đề Phật Cảnh và tháp Ngài Sơ Tổ ở ở phía sau của chùa Bửu Long. Thì các bạn sẽ thấy ngay sau đây có một cái cột hướng dẫn này các bạn, có các hướng để chúng ta đi không sợ lạc. Đây các bạn xem nè đó. Bồ Đề Phật Cảnh, tháp Ngài Sơ Tổ nè các bạn thấy không? Đó. Cõi bình yên, cẩm tam quan, cố sơ tổ hộ tâm, nhà tưởng niệm. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ để đi đến Bồ Đề Phật Cảnh và tháp Ngài Sơ Tổ. Đó. Thì đây là Bồ Đề Phật Cảnh nè các bạn. Các bạn thấy cái bức tượng tượng Phật vàng vàng màu vàng đó ở dưới cây bồ đề đó các bạn thấy không? Đây để mình đi từ từ lại cho các bạn xem.
Ở đây thì không gian này thì mình tuyệt đối giữ yên lặng nha các bạn, hạn chế đùa giỡn, nói chuyện lớn tiếng này nọ. Thì các bạn thấy ở đây có một cái bát hương thì đây là nơi đốt nhang nha. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ qua, mình sẽ quay xung quanh cho các bạn xem cận cảnh Bồ Đề Phật cảnh như thế nào. Thì những tấm phù điêu này là do những Phật tử người ta cúng dường nha các bạn. Đó, các bạn xem quá trình Đức Phật giảng đạo. Đây. Các bạn thấy không? Làm rất là kỳ công. Cái bồ đề này ở ngoài đẹp và lớn lắm nha các bạn. Không không phải nha. Trong hình là các bạn còn thấy nó nhỏ đó. Ở ngoài là bồ đề lớn lắm. Đó, các bạn thấy chưa? Đây tượng Đức Phật mà màu vàng này, có thể là được sơn thiếp vàng nữa, được đặt trong tủ kính rồi. Đối với ở Đức Phật này thì các bạn không không đốt nhang ở đây, khu vực này nha. Ở đây có các bạn hướng dẫn luôn, không đốt nhang, chỉ đốt nhang ở cái bát hương ở bên dưới thôi, còn ở khu vực này là không đốt nha các bạn. Còn đây là tháp ngày sơ tổ, thì giống như mình nói như lúc trước là đối với các vị bề trên thì chúng ta không nên quay cận cảnh tuyệt đối quá, mình chỉ quay nên quay sơ qua thôi, nên có thể là hình ảnh này nó không được tận mắt các bạn nhìn thấy rõ mặt của ngài sơ tổ đâu nha, mình chỉ quay sơ qua thôi để tỏ lòng thành kính. Thì tháp có bốn mặt với bốn tư thế của ngài sơ tổ, các bạn xem đây. Tượng ngài ngồi nè. Tháp được chạm chỗ phù điêu rất là đẹp. Đây. Đó, đó là về tháp của ngài sơ tổ. Các bạn đi sâu vào bên trong phía sau các bạn sẽ thấy. Đây, các bạn thấy chưa? Đó. Đây là ngày đây. Okay, tiếp theo chúng ta sẽ khám phá là chánh điện của chùa nha các bạn. Đây, thì đây là chánh điện của chùa. Mình sẽ đi từ ngoài vào trong cho các bạn xem. Nhưng mà có một cũng một điều là đáng tiếc nữa, thì lúc mình đến đây thì các vị sư đang chuẩn bị, có vẻ là đang đang thiền định, đang tu tập gì đó, nên mình cũng không rõ, nhưng mà mình không không có dám vào trong làm phiền các vị sư nha các bạn, chỉ quay ở bên ngoài thôi. Đó. Đây là đồ chánh điện của chùa Phổ Long. Các bạn chú ý nha, hai ở ở hai bên chánh điện á có rất là nhiều ong, thì thường là cái không khí mà sạch sẽ, không khí trong lành á, thì ong mới đến làm tổ nha các bạn. Chứng tỏ ở đây nơi đây có không khí rất là trong lành, nên như các bạn sẽ thấy có ong làm tổ ở đây, thì các bạn chú ý cẩn thận bị ong đánh nha. Ở đây cũng có hướng dẫn bạn chú ý là coi chừng ong đánh đó. Đó, thì các bạn thấy không, các vị sư đang chuẩn bị có thể là học học hay là giảng đạo gì đó bên trong, thì mình cũng không rành. Đó, mình chỉ quay lướt qua thôi. Thì cái, đây là cái tầm nhìn mà từ chánh điện nhìn thẳng ra ngoài cổng này các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Ừ. Khuôn viên chùa là gợp bóng cây xanh. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một cái địa điểm cuối cùng của cái lượt khám phá lần này của chúng ta. Đó chính là tượng Phật Niết Bàn. Tượng Phật Niết Bàn là tượng Phật lúc đó đang nằm đó các bạn. Đây. Thì mình đang tiến vào bên trong tượng Phật Niết Bàn đây. Trong khuôn viên chùa có rất là nhiều ong, nên các bạn phải chú ý những cái khu vực mà có cái bảng ghi là chú ý ong đánh, chú ý có ong á. Đó, thì các bạn chú ý là mình hơi né né ra nha, đừng tiến lại gần quá. Mặc dù ong cũng chưa hẳn đã tiến đến mà đã chích chúng ta khi mà chúng ta không quấy phá gì nó, nhưng mà đề phòng thì vẫn hơn. Thì các bạn quan sát nè,
Ngày nằm nghỉ rất là thanh tịnh, rất là thoải mái, không có vướng bận gì hồng trần hết. Thì đây là cái khuôn viên xung quanh cái tượng Phật Niết Bàn của chúng ta. Đó, thì đây, đến đây là hành trình đến đây là kết thúc nha các bạn. Thì cảm ơn các bạn sẽ like, share và subscribe cho kênh của mình. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.